được rất là nhiều bộ xương chiến cơ, và bên cạnh đó thì dư ra rất là nhiều các chiến cơ và linh kiện của chiến cơ dòng S. Hôm nay mình sẽ làm một video ghép 500 trang bị sao S cho các bạn coi. Thì mình vừa nãy là một ý tưởng là sẽ sưu tập tất cả những chiến cơ và siêu chiến cơ có trong shop. Thì ở những bộ chiến cơ mà mình chưa giới thiệu đến các bạn thì mình sẽ làm một video cho những bộ chiến cơ ra mắt cho các bạn cùng xem. Tại vì có thể là những bộ chiến cơ đầu tiên các bạn đã không còn quan tâm tới nữa, thì mình sẽ sưu tập và làm video cho các bạn xem cho vui. Thì các bạn thấy đây là cái kho của mình. Đầu tiên mình có một bộ siêu chiến cơ nữ hoàng đang sử dụng, và bên cạnh đó thì có rất là nhiều chiến cơ map như thế này. Các bạn thấy là mình map rất là nhiều. Sau đó là tới bộ lãnh chúa tử thần, giáp tinh thể, giáp tiên phong. Thì các bạn chú ý là cũng thấy là trong này mỗi bộ chiến cơ thì mình tích lũy làm hai bộ map như vậy để mình kích hoạt được tất cả các siêu chiến cơ hiện có luôn, chứ không phải là mỗi lần kích hoạt là phải hủy kích hoạt cái gear xong rồi kích hoạt cái khác. Thì đây là một cách chơi của mình. Các bạn thấy liền ở đây là rất là nhiều. Riêng ở bộ hỏa tướng thì mình chưa, bộ hỏa tướng hiệp sĩ thì chưa lên vàng. Đó, các bạn thấy là bây giờ bắt đầu tới những linh kiện. Đó, các bạn thấy ở đây rất là nhiều. Kim kích, súng đa nòng, bình minh, súng dung dịch, súng black ma. Những cái này thì mình, những cái nào mà mình mắc hai bộ rồi thì mình sẽ ghép cho các bạn coi. Bạn thấy là giáp hồ mèn hai cái, lưỡi rìu, ưng lửa, rất là đủ kiểu đây này. Cả sóng xung thanh mình cũng mát hai bộ luôn rồi. Thì để giảm tải bớt cái kho, mình sẽ ghép cho các bạn xem trong video này. Hy vọng các mình sẽ có được những bộ trang bị mới nhất hiện đại có dòng S cộng 1. Thì các bạn cũng chú ý cho mình, ghép trang bị 5 sao. Rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao là mình có ghép 5 sao mà các bạn không có ghép 5 sao. Thì chắc là khả năng các bạn sẽ liên ghép. Ở đây thì mình có ghép 2, 3, 4, 5 luôn. Thì khả năng là các bạn liên ghép để ghép được. Ở đây hiện tại mình đang ghép 4. Để liên ghép 5 thì mình cần thêm 500 kim cương nữa các bạn. Thì mỗi lần liên ghép thì mình bao gồm tất cả những đặc quyền của cấp ghép trước đó, và có thêm những đặc quyền mới. Các bạn thấy ở đây đặc quyền VIP 5 thì mình sẽ thêm được một phi công ra tặng. Thì tương lai mình sẽ làm thêm một video về mở phi công thứ tư cho các bạn xem. Rất nhiều bạn hỏi về lý do này. Đây là vấn đề rất là dễ, các bạn nạp VIP vô thì sẽ mở được thôi. Còn ghép trang bị 5 sao thì mình cũng không rõ, bạn nào thiếu thì có khả năng là do phiên bản của các bạn, hoặc là các bạn phải nạp VIP thì mới được ghép trang bị 5 sao. Đây là tất cả những đặc quyền VIP nha các bạn. Hiện tại thì mình thấy là có VIP 9, VIP 9 là cao nhất. Không biết có còn VIP nào nữa không. Đó, VIP 9 là cao nhất. Thì bây giờ quay lại vấn đề chính là ghép trang bị 5 sao. Xin mời các bạn cùng xem. Mình sẽ ghép 2 lần, tại vì mình tích lũy thì cũng được khoảng 10 cái linh kiện, không cần dùng đến 10 cái chiến cơ và linh kiện S. Như bạn thấy đây rất là nhiều. Nhưng mà những cái cũ hơn thì mình để mình làm sưu tập. Còn mình sẽ ghép những cái trang bị, linh kiện, những cái chiến cơ mà mình đã tích lũy được hai bộ rồi. Như bạn thấy đây là sóng siêu thanh, sóng sinh học, phi nêu trong, giáp hộ mệnh. Thì hầu như là mình đã có hai bộ mát hết rồi, mình sẽ không cần dùng đến nữa. Đó, các bạn thấy còn bên này thì mình có thêm một cái bình minh và một cái lưỡi rìu. Đó, bình minh và lưỡi rìu ở dưới đây mình sẽ sử dụng và ghép. Mình sẽ ghép cho các bạn coi. Sử dụng 3 cái viên trong S, 2 cái súng sinh học. Các bạn cùng chúc mình may mắn nào. Mỗi lần ghép chúng ta sẽ mất 100 kim cương các bạn. Chuẩn bị 100 kim cương có thu lại chúng ta kết quả như mong đợi hay không? Xin mời các bạn cùng xem. Ok. Được một cái giáp cái 2 tông quá cùi đúng không các bạn? Pha đầu tiên thì đã cùi bắp rồi. Bộ mát rồi. Mình sẽ đến với màn thứ hai, có bình minh, lưỡi rìu, hai cái giáp hộ mệnh và một cái các bạn cùng chúc mình may mắn 100 kim cương.
cười. Không kém gì trong bát một, trong phần một mình đã làm các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, không sao cả. Các bạn ghép được trang bị S cộng 1 thì khi đó các bạn đã tích lũy được một khối AP khổng lồ nằm ở đây. Tại vì khi các bạn lên những bộ siêu chiến cơ lên cộng 10 trở lên, các bạn cần rất là nhiều, rất là nhiều AP. Đó, khi các bạn phân giải một khối SP khổng lồ nằm ở đây. Khi các bạn ghép năm sao, các bạn được một cái S cộng 1 level là 76/80. Như vậy là một khối SP khổng lồ nằm ở đây chứ không phải là đơn giản thế nào cả. Tuy là mình ghép không may mắn nhưng mà đổi lại mình được hai khối SP. Thì video các bạn xem cho vui. Các bạn thấy video mình làm vui hay, nhớ like và subscribe kênh Video Game FHT. Mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa về game chiến cơ hiện đại. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày nghỉ chủ nhật vui vẻ bên gia đình.